tô mà năm cây còn lâu. Rộng lên cấp trên là phía bên này này, cái thẳng luôn lên trên. Hả? Không, Linh Ứng luôn đó. Ở Đà Nẵng có 3 chùa Linh Ứng. À. Linh Ứng 1, Linh Ứng 2, Linh Ứng 3. Sao sao đi Hà Nội đi con ha? Linh Ứng 1 là ở Môn Sơn. Linh Ứng 2 là ở đây. Linh Ứng 3 là bán đảo Sơn Trà. Em đi là bán đảo Sơn Trà. 4. Liên. Thì vẫn mà có cái bồ tát nhỏ cực to á, và lên hướng ba đó, hướng ba. Lâu mới đến. Có để cho em ngắm chứ. Em phải, em sợ cái này. Sợ gì? Wow. Ôi, cái này đổ cao này. Cái này đổ cao, cái này đổ cao. Mấy cái cột này mới ghê. Cái kia trồng cao ngút này. Cái kia cảm đến cần cây thích. Thích á, còn đi thích á. Đây mình đang trên cây không thích. Đây thì nó tích cực. Viên mình đang trên đọt cây không? Cây đi mày đi. Đi đi con ơi. Cây 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 con. Thấy không? Đẹp không? Cây này cao chê ghê. Nhờ. Cái cây này cao chê. Cao nhờ. Đà Nẵng màu đỏ là chứng tỏ gì đây không biết không? Đặt những cái cũng kinh khủng. Có biết cầu thang ra không? Cái gì nữa? Không anh, sao anh? Này chúng ta mới cầu được chứ không có cách nào. Đâu phải mà thì làm sao mà họ cẩu cái này lên đi. Màu đỏ chứng tỏ gì đấy, là màu vàng. Không cô mè á, em không biết à? Có gì? Mang ngực. Hồng dao. Sao không coi em bé hả? Đó, sương mù không rồi đó. Làm này đó, làm này bận áo kia đi con. Dạ, đúng rồi. Mày cắp treo bên kia. Làm này đó. Lạnh quá. Giờ mình bắt đầu bận áo. Em cắp bên kia rồi mày. Kia. Lên bận áo. Cứ đi. Em đang sợ. Sợ chưa? Mây đó. Mẹ ơi. À, ngày mai hả? Chắc rồi. Em ở đâu đây? Đi ra, ở đó mình sửa rồi kìa. À, Lanco Beach, Lanco Beach Resort ạ. Ăn tối kìa. À, ăn tối, tối mai thì khoảng 7 giờ đó. Mà chưa? Mây đấy mẹ. Vâng. Mây này mây này. Thôi, mù rồi. Hả? Chuẩn bị mù rồi. Mù đấy, trên cao. Việt Nam, miền Nam, Việt Nam. À, đặc biệt là không có yêu cầu gì đâu. À, hải sản nhiều. Cây này cao bằng một tè. Vâng vâng. Đứng cho gà, đừng cho bò. Gà, à, đừng tôm. Đừng có gà. Đừng bò. Đừng có tôm, đừng có gà. Đừng có bò. Đừng có bò. Đừng có bò. Đừng có tôm. Chừng đi tiên cảnh. Tiên cảnh thì có. Ồ, như tiên cảnh luôn. Phải chừng rớt được thỏ ba nha. Để không? Để không? Như sương mù á, động ở trong Tôn Ngộ Không. Đúng rồi. Sương mù cái mày giống độc mà đọ động của Bạch Cốt Tinh quá. Tôi không. Tôi không. Giống tôi không. Không yên. Tôi không. Không đâu để cho đẹp. Thấy không? Thấy không? Kệ có cái đá phơi kinh kệ. Đẹp không? Mày nó len 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 giữa mấy cái cành cây. Hả? Đây là mây này con, mây với cây á. Đẹp không? Tại khói con. Đẹp không? Một màu luôn. Hả? Ủa, bố ý là mấy giờ? Năm rồi, ở đây, đây về. Cái này để anh nói nhân viên điện lại. Chắc tập 4 thôi mà. Để anh... Rồi, để anh cơ bản. Anh cơ bản. Anh cơ bản. Nhìn đến gì luôn? Mưa. Mưa. Cái này mà may quá, nó tụ nước. Không có gì mà sợ. Mày vẫn nhắm mắt không ngủ đi. Không cho lên trò chơi. Coi như là chú. Đã ngủ tay. Chú thấy cao thế. Bây giờ chắc đi được khoảng hơn 4 cây còn cây nữa. Lên 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 sao nó vậy là mưa không? À. Tối có đúng là Mountain Resort. Mountain Resort là nó khu chung luôn, nó chung luôn. Đây, nhưng mà ở đây là có nhiều khu, khu ở chỗ này Dubai. Bay. Tới khu này đây. Nhưng mà mình nói là Dubai. Oh, Indochina.